Chài ở Long Hải, cảnh chiều chiều bà con làng chài ra rất là đông để vá lưới. Chiều thì họ mát trời, họ ra ngồi vá lưới, rồi tới sáng khoảng 1-2 giờ hay 3-4 giờ khuya gì đó họ đi bủa lưới. Các bạn thấy đây là những cái thúng, bây giờ không còn thấy thúng tre nữa mà toàn là thúng bằng composite, mà thúng có gắn mái nữa. Các bạn có một cái mái nhỏ nhỏ. Theo như tôi ngồi nói chuyện với một cặp vợ chồng làm nghề đi thúng này, họ đang ngồi giá lưới thì thường là một cái thúng hoặc là một chiếc ghe nhỏ thì hai người đi, một người lái và một người thả lưới. Một ngày thì họ kiếm thu nhập của họ không có gì là bình quân được, bởi vì có khi thì đi cũng chả có được con nào mà còn lỗ tiền xăng nữa, mà có khi thì được cũng 1-2 triệu. Nói chung thì cũng còn bấp bênh. Cuộc sống này thì còn bấp bênh, nghề hạ bạc này không có gì là bảo đảm cả. Về mặt mùa màng thì dạo này thời tiết khí hậu thay đổi bất thình lình quá nên bà con cũng không biết đường đâu mà mò. Đây là cái làng chài hả chú? Dạ dạ. Làng chài Long Hải ha.
quê hương nghìn năm vẫn là. Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ nét quê hương nghìn năm vẫn là. Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ nét quê hương nghìn năm vẫn. Quay đi thúng luôn nha. Quay mấy ông đi thúng luôn. Quay cái ông kia không? Đó. Rồi chúng ông vô tới rồi kìa. Biết đi không? Biết đi thúng không? Bình thường thì biển động thì mới có cá à, nó ngặt vậy rồi phải biển động mới có cá thì cá nó mới ra kiếm ăn, còn nếu mà biển êm thì không có cá. Ở đây thì các phương tiện mà các bạn thấy đây là toàn là những phương tiện đánh bắt gần bờ à, đánh bắt gần bờ thì chỉ được cá nhỏ thôi chứ không có cá lớn, ghẹ rồi cá con rồi mực tôm tích thì nói chung cũng sống được thay vì phải đi về các khu công nghiệp để làm việc thì họ vẫn tiếp tục sống cuộc sống nghề biển tự do hơn. Chiến đấu rồi đây nha. Bên đây sao không thấy tay vậy ta? Trẻ em làng chài Long Hải nha. Giơ tay nè. Hai. Cái kiểu nữa nha. Đó, đứng quẹo cái chân luôn nha. Hả ông chú? Ông quay phim. Ông quay phim rồi ông... gì trong đó vậy? Con chuột hả? Nhắn nước nữa hả?
Buông ra cái nó nhảy lên nó cắn luôn. Nó cắn mấy đứa con gái chứ. Vừa ăn cơm vừa tắm biển luôn. Dạ vậy đó mà ăn ba. Ăn gì ngon quá vậy ta? Ăn kem hả? Đi nhiều làng chài nhưng mà tôi chưa từng thấy cái làng chài nào mà rất là đông như thế này, rất là nhiều ghe thuyền với thúng đông như thế này. Có một điều cũng nên chú ý là hình như là càng ngày càng mấy cái bãi biển ở làng chài này càng ngày càng rác nhiều. Không biết bà con có thấy không, nhưng mà tôi thì đến cái làng chài này thì thấy rác quá trời rác. Chiều trên quê hương tôi có những chốn riêng cho mọi. Thank you.